mình mua 15 này, ST15 này. Đấy. Rồi. Đó. Rồi, đừng đừng bóp vội nha. Ok, rồi. Cho pin vào trước. Cứ nha. Chuẩn bị xong chưa? Ok, từ từ nào. Vào nhá. 1 2 3. Rồi. Vào kịch luôn. Đấy, mình bảo mà. Ấn. Còn bây giờ thì không ấn được. Nó không bằng, nó bằng. Rồi, ok. Đi vào thôi, test xong rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái tường yếu mình bục cho anh em kiểu dí ngập nhá. Ok. Cái này á. Chào các bạn trở lại với kênh Góc Công Nghệ của bên mình. Hôm nay bên mình lại xin giới thiệu anh em một sản phẩm nữa và một công cụ nữa hỗ trợ cho bên mình đi thi công camera mạng cho anh em nhé. Đây là trên bàn mình đây là một chiếc máy bán đinh bê tông ST18 sử dụng pin các bạn nhé. Đấy thì đây là mình đặt mua một chiếc thân máy không đấy của hãng Staker. Nó cũng màu có vàng có đen cũng nhá nhác giống DeWatt. Nhưng mà thực tế là nó không phải DeWatt anh em nhé. Nó là hàng tàu thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn ấy mở hộp cho anh em xem trong máy nó sẽ có những cái gì nhé. Đây, sách hướng dẫn sử dụng thì lại là màu xanh, nhưng máy thì lại màu vàng. Kệ nó, quan trọng là cái thân máy nó phải màu vàng để đồng bộ cùng với sinh thái DeWatt của bên mình. Hãng DeWatt thì không có máy này anh em nhé. Lục giác để sửa chữa, để tháo những cái chẳng may đinh kẹt anh em ạ. À, thì đây là một cái thân máy không bao gồm pin đâu anh em ạ. Giá sản phẩm hơn 1 triệu. Đó, thân máy của chúng ta đây. Đấy, hộp thì chúng ta bỏ đi. Trở lại với thân máy của chúng ta thì bao gồm một cái đi ở dưới, bản thân ở dưới này y xì như là một cái đóng đinh ST18 bằng tay, đóng búa. Đấy, còn nó được gắn vào thân máy để chúng ta sử dụng. Máy nó bắn theo dạng là motor cuộn búa xong lò xo bắn ra. Đấy, motor ở đây là motor có chổi than rồi. Bởi vì mình nhìn thấy ở đây này anh em này. Đây, nhìn thấy motor ở trong khe này đây này. Motor ở trong này là motor 887 hoặc là motor 550. Nhưng mà to lắm. Motor ở trong này to lắm, hình như là motor 887 đấy. Nặng mà. Mình đoán thế. Trong này là hệ thống búa và lò xo. Khi motor nó cuộn búa, xong búa nó sẽ đập vào đây. Nó thay cho anh em lấy búa anh em gõ vào đây này. Đấy. Thì đây là một thân máy cũng khá là nặng này. Chưa có pin đâu anh em nhé. Tem thương hiệu Staker. Đấy. Mình cũng không giỏi đọc tiếng Anh đâu, đọc sao để làm sao anh em hiểu thôi. Tay bọc cao su, thân bọc cao su màu đen, trông màu vẫn dại hơn vỏ là màu vàng. Tất nhiên là vỏ là dại hơn DeWatt rồi, bởi vì giá sản phẩm hơn 1 triệu thôi, chưa bao gồm pin. Đây, ở đây ghi là ST18 đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ so cho anh em xem với cái đóng đinh thủ công nhá. Đây, mình lại triệu tập lốt hai cái đóng đinh bê tông ST bằng tay. Cái này cũng 18 này. Cũng 18, 18 hết nhưng mà bọn mình sử dụng đinh 15 thôi. Đấy thì đây là hai cái bọn mình vẫn hay sử dụng để đóng lẹt lẹt đi gen camera với cả hệ thống dây điện, dây mạng là các anh em thợ điện hay dùng cái này. Thì bây giờ hiện tại anh em cũng có cả súng bắn hơi rồi. Nhưng mà máy bắn hơi thì mang máy nén khí đi thì vướng. Và cũng có một anh em chế một máy như này. Xong cũng có một motor lạp hơi ở đây, đấy là anh em chế, còn đây là mình mua, mua của Trung Quốc anh em nhé. Thì đây là hai cái ST này. Cũng 18 này. Cái này mình mua bản cái này mình mua là bản đầu tiên này, đóng nhầm nó đóng đầy ở đây này, xước này vẫn dùng ngon này. Cái này mỏ rất là mỏng này, đóng được sát góc tường này. Bản thân cái này là bản nâng cấp đằng sau này, bấm vào đây là phụt lên này, nó so phụt lên nhưng mà nó so không mất rồi nên cũng phải rút bằng tay thôi. Đầu này thì lại dày hơn, lại không vào góc được này. Đến ông này thì lại dày nhất này anh em nhé. Đây ông này thì ngoài cái mỏ này ra vướng hai con ốc thì còn vướng cả cái ụ thân máy này. Cái thân máy này tính ra anh em sẽ đi ở khu vực thoáng, nắp gen ở khu vực nó thoáng thôi. Chứ vào góc tường thì ông máy này cũng không giúp vào được cơ. Đấy. Đấy, cái này nhỏ thì giúp vào được này. Thì hai cái bằng tay này vẫn phải giữ lại để những cái khu góc tường thì mình dùng này mình đóng bằng tay. Chứ không thể máy không thể thay thế hết bằng tay được anh em ạ. Cái này gen 1 của nó có giúp vào được không nhỉ? Được. Đây, cái này thì lại to hơn một tí. Và đến bây giờ bọn mình đã sắm đến máy rồi. Thì bây giờ bọn mình sẽ nạp đinh. Lắp pin vào đi. Nạp đinh và lắp pin vào thử cho anh em nhá. Đây bây giờ cách tháo y xì như kia thôi, tháo ra đi. Ok này. Ăn nạp đinh nhá, mở nào. Đây là đinh ST15 của bên mình mua, chuẩn 15 anh em nhá, chứ không có 18.
mình mua 18 hơi dài, mình mua 15 này, ST 15 này. Đấy. Rồi. Làm đi. Khóa. Rồi ok, đã khóa nhá. Cho một khay đinh rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cho pin vào để thử. Ok anh em. Ở hộp đinh đây. Thì hiện tại là chưa pin nhá, để bây giờ bọn mình sẽ lấy pin để thử. Pin thì nó là chân pin phổ thông, Makita và Dectom thì là vừa. Nhưng mà đây từ từ để khóa an toàn thì anh em để ý cho mình ở đây nó có một cái nút. Ở đây là khóa này, không bấm được đúng không? Đúng rồi. Đấy, xong bây giờ pin vào thì anh em phải ấn khóa vào đã. Xong trượt nắp nắp pin đi. Quay ngược lại nắp. Đó. Rồi, đừng đừng bóp vội nha. Ok, rồi. Cho pin vào trước này. Cho pin vào nhảy không đứng được. Cho pin vào không đứng được à? Cho pin vào đứng như này nên cẩn thận nó sập. Rồi anh em nhé. Chung là khi cho pin vào thì không có pin anh em đừng có bắn. Mình thử để xem không có pin vào bắn nó có ra đinh không. Mình nghĩ là ra đinh đấy, đinh bắn ra ngoài đấy. Chứ leo phải có khóa an toàn. Bây giờ đừng bắn vội nhá, để mình thử nhá. Ok. Bây giờ bọn mình sẽ đeo găng tay bảo hộ vào để thử cái này nhá. Đừng bóp nhá. A few moments later. Bây giờ bắn thì nó sẽ phọt đinh ra. Hay bây giờ mở nút mở khóa đi. Bắn thẳng là nó bắn đinh vào kia. Nhưng mà làm sao mình nhìn? Bóp đi. Bắn thử. Ừ, bóp đi. Đấy. Mạnh nhỉ? Ừ, đấy. Giữ chắc tay bắn lại một lần nữa. Anh em nhìn để ý đinh phọt phọt ra này. Bỏ tay nhá. Bóp một cái thôi, ấn liên liên thanh làm gì? Như là kiểu bắn súng. Ừ, bóp một cái nữa thôi. Rồi, ok. Rồi. Đấy, bọn mình vừa mới test thử cái tính năng mà bắn không có tường thì nó sẽ phọt ra như thế anh em nhé, phọt như súng. Nên chung là như súng luôn đấy, nên nó phải có khóa an toàn. Và khi mà mình thi công xong, mình phải đóng lại khóa ngay. Tháo pin và đóng lại cái khóa này ngay để chẳng may bóp nhầm là toang, phọt. Tự nhiên nó không có lực sát thương quá căng. Nhưng mà mình nghĩ là trong khoảng 1 mét vẫn có thể găm làm xây sát, làm thương. Đấy, lên. Để tránh xa tầm tay của trẻ con. Đấy, xem và tránh xa tầm tay của những người vụng. Này, này tránh. Chứ không là toang anh em ạ. Đấy, thì bây giờ bọn mình sẽ thử vào tường bắn ghen xem có vào nhá. Và sẽ thử luôn. Đóng tay không và súng xem cái nào ngập nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi test thử đây. Ok. Mình sẽ nhờ bạn nữ này, cũng là một nhân viên thi công của bên mình, để bắn thử một phát vào tường để xem nó găm như nào nhá. Đây, từ từ đã. Nãy thì mình cũng vừa mới bắn một cái. Thì là tường này chắp lại toàn xi cát, rất chắc. Chỉ bắn được ngập được khoảng tầm 2 ly, không thể vào nữa. Cái này cũng giống y xì như là mình đóng cái dụng cụ bằng tay vậy. Cái dụng cụ bằng tay này của mình đóng không thể vào, tường này của mình cũng vậy. Bây giờ mình sẽ cho bạn nữ bạn bắn một đinh bên cạnh này luôn nhá. Từ nhá, nào chuẩn bị nào, lín thở bóp cò nào. Cái này có thể là bắn lại đi em mà đeo kính nhá. Bóp một cái. Rồi. Rất mạnh anh em này. Đấy, nó giật lại này. Được một đinh nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhờ bạn nữ đóng bằng tay. Xem. Đây. Ok. Mình sẽ cầm cái bộ đóng bằng tay này. Anh em đừng nghĩ là búa sừng dê nó yếu nhá. Búa sừng dê không 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 yếu đâu nhá. Ok. Cầm xa búa ra, búa sừng dê, bọn mình chuyên đóng một búa sừng dê rất khỏe nhá. Ok. Đấy, anh em nhìn này. Đóng bằng bộ đóng bằng tay thì nó được đóng nhiều lần. Nó được đóng nhiều lần nên nó cũng được thấp hơn so với bắn này. Đây anh em nhá. Đó được thấp hơn so với bắn hai cái đinh này bắn bằng máy thì búa sừng dê đóng. Nếu mà bạn nữ bạn cố đóng thêm thì khả năng nó sẽ thấp thêm, nhưng mà đóng lên đây là cảm giác nó căng rồi. Nó cảm giác có sắp mẻ tường rồi, lên bọn mình đi đóng ghen, bọn mình chỉ đóng tầm này thôi. Lực này nó xung quanh nó vỡ hết rồi. Ừ đấy, lên đôi lúc máy này nó sẽ tiện nhanh cho anh em thôi, nhưng mà cũng sẽ không có cái nó sẽ không bằng tay được. Đó. Lại là test tường cứng trong cửa hàng, giờ sẽ cùng bạn này sẽ đi test tường yếu của anh em nhá. Nào đi nào. Đây, tường yếu bên này đây. Dịch vào vỡ.
cho vào giữa đi, vỡ. Từ từ nhá, từ 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 từ. Bấm đâu? Ừ, từ từ nhá. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Ok, từ từ nhá, để đi ra không camera van vỡ mặt nhá. Bật nào, vào nhá, 1, 2, 3. Rồi. À, kịch luôn. Đấy, mình bảo mà tường yếu là sẽ 100% kịch. Đấy, thử cho anh em bấm một cái thôi nhá, đừng bắn liên thanh như lúc vậy ghê quá. Liên thanh lúc vậy không có tường này, có tường không liên thanh được. Ok, kịp luôn. Đoạn này thì trông sát bằng cái đấy nhưng cũng vào hết. Ừ, ok. Nãy nó không có tường nên là nó không có lực cản. Ừ. Còn bây giờ thì không ấn được. Nó không bằng, Rồi, ok. Đi vào thôi, test xong rồi. Rồi, ok. Làm nốt cái đoạn cuối đây. Đấy, thì mình cũng đã test rất kỹ cho anh em rồi nhá. Đấy, thì là máy này tường yếu như cái tường kho, nhà kho vừa lấy là phát vào luôn đấy. Còn đâu tường chắc thì không vào được đâu anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này đây. Anh em cho sao đánh giá về cái máy này. Chỉ giá hơn 1 triệu thôi, anh em có xuống tiền để mua không? Mình có hai cái đóng bằng tay rồi, nhưng vẫn mua thêm cái này. Đó. Rồi, anh em cần thi công hệ thống camera. Cần thi công hệ thống camera và máy tính, laptop, bọn mình vẫn đi các tỉnh phục vụ anh em nhé. Đây là mình sắm để phục vụ khách hàng của mình, cho thêm nhanh gọn và chuyên nghiệp nữa anh em ạ. Để nhàn cho một người thợ nữa thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem đến đây. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye.